Ok, hello anh em ha. Mình đã tới Bầu Trắng. Hiện tại là mình đang đứng ở Bầu Trắng. Hôm nay là chiều thứ bảy. Nhưng theo mình thấy là Bầu Trắng khá là vắng nha anh em. Chắc là do thời tiết mưa bão cho nên là anh em cũng ít có ra ngoài này. Rồi ok, hello anh em ha. Mình là mình đây. Thì mưa gió quá cho nên là dắt xe vô nhà quay cho anh em xem luôn. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị chiếc xe của mình để mà đi tour nha. Rạng sáng mai thì mình sẽ có một chuyến đi. Đó là mình sẽ lấy chiếc xe Raider 68 Zinzin của mình. Mình chạy Bầu Trắng nha anh em. Thì mình đã chuẩn bị ở đây là những cái lớp xe. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem cái lớp xe Chambi. Lớp xe Chambi Thái Lan nha anh em, Champion. Thì cái lớp này giá thành nó ok, nói chung là chưa tới 1 triệu một cặp. Đằng trước 70, đằng sau 80. Thì hiện tại chiếc xe của mình á, cái lớp mình đang đi là cái lớp IRC. Lớp IRC nha anh em, IRC MBR 110. Thì cái lớp này hôm trước mình mua một cặp hình như là 1 triệu 6 tới 1 triệu 7 lận. Nhưng mà xui là hôm bữa mình đi cái tour Đắk Nông á, mình cán đinh anh em. Mình cán, mình lủng tới 3 lỗ. Đó, bây giờ mình thay luôn. Bây giờ hiện tại là lớp mình nó đang xì nha anh em. Mình tháo ra, mình đi thử cái dòng lớp Chambi xem là nó như thế nào. Còn cặp lớp này mình sẽ đem đi giá nha anh em. Lớp này còn tốt lắm. Mới gắn vô chạy đúng một cái tour là bị, xui quá. Cái bánh sau nè. Rạng sáng mai thì mình sẽ có một cái tour mình chạy bằng cái lớp này cho anh em cảm nhận ha, cho anh em thêm một sự lựa chọn nữa về những dòng lớp. Bình thường anh em mình hay đi Bidelli Russo nè, IRC nè, Maxxis nè, ít anh em nào biết tới cái dòng lớp này ha, lớp Chambi Touring Racing. Đặc biệt cái gai, mình rất là thích cái gai của cái dòng lớp này. Còn về cảm nhận độ bám đường, đường mưa như thế nào thì mình chưa biết nha. Mình tháo ra mình coi cái lớp cao su nó như thế nào. Ở trên cái lớp này nó có in cái chữ IZ1 phải không? Đó. Anh em có biết cái dòng lớp IZ003 không? Của IRC á. Thì cái lớp này, đó, cái lớp này rất là giống nha anh em. Về cao su thì mình thấy nó khá là mềm luôn. Và cái form vỏ nó rất là nhỏ. Đây, Champi, mã là IZ1. Đây là website. Đây là mũi tên Made in Thái Lan, lớp của Thái Lan nha anh em. Bây giờ mình sẽ so sánh nó với cái lớp IRC xem là nó như thế nào ha. Đó. Lớp này nó là một cái lớp mềm. Lớp mềm thì nó sẽ giúp anh em tăng tốc lẹ hơn, đi bám đường hơn. Để mình xem mình chạy cái lớp này nó có hao mòn nhiều không. Thường thường những cái loại lớp trên thị trường á, anh em thấy ha, lớp xịn á, thường nó mòn mau lắm. Mình đi một hai cái tour về là nó sẽ mòn ở đây nè. Đó, nó mòn láng ở đây luôn. Còn lớp bình thường, lớp bình dân, lớp mà đi hàng ngày á thì nó không có mòn. Đi hoài nó có hoài. Nó lâu mòn lắm. Những cái lớp đó không phải là nó bền anh em, mà là cao su của nó không có mài mòn, có nghĩa là nó không có bám đường. Còn những cái loại lớp anh em đi thấy nó hao mòn nhiều, tốn tiền mình á, là mấy cái lớp đó nó an toàn. Rồi ok, đây là cái đằng trước ha. Đây là cái lớp 80 nha anh em. Đây, đây là cái lớp 80. Cái lớp 80 thì cái form của nó sẽ bự hơn cái lớp 70. Cái lớp 70 này á, mình dùng để gắn đằng trước. Size vỏ này là cái size quốc dân luôn nha anh em. Đằng trước 70, đằng sau 80 là cái size vỏ anh em thường đi nhất. Với những cái dòng xe nhỏ, khi mà xuống lớp là anh em xuống cái size thông dụng này ha. Đây, đây là cái lớp sau. Đây, để mình so sánh cho anh em coi. Đây, thấy không? Nhìn nó rất là thể thao, rất là xì bót luôn. Chất lượng như thế nào là chưa biết nha. Mình chưa có chạy thử, chưa biết nha. Nhưng mà nhìn vô là mình thấy thích. Ngoài ra thì nó có những cái dòng lớp cho xe tay ga, gai mũi tên này kia ha. Rất là nhiều mẫu mã. Thông tin chi tiết mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ khui một cái lớp của xe Vario ra cho anh em xem. Gai này dành cho mấy chiếc Vario, xe zin á, AB,
Size lớp thì có đủ size nha anh em. Thích đi size nhỏ cũng có, mà thích đi size lớn cũng có. Đây, đây là cái lớp Champ 90, 80, 14 dành cho xe Vario. Còn đây là cái lớp 80 dành cho bánh trước xe nhà mình ha. Rồi, ok, bây giờ lắp lên xe coi nó đẹp hay là không nha anh em. Rồi, ok, mình đã lắp lên xe nha anh em. Đây là bánh sau. Đó, nhẹ hều luôn ha. Thì lần này mình sẽ dùng cặp lớp này, mình đi đường trường, đường mát, đường nóng, đường mưa. Nói chung là mình sẽ trải nghiệm trong cái tour này. Bây giờ thì đi ngủ, chờ khoảng 3 giờ thức dậy bắt đầu đi nha anh em. Thì cái tour này dự kiến mình sẽ đi tầm khoảng 4 giờ mấy, 5 giờ bắt đầu đi. Đó, thì trên cái tour này mình sẽ theo dõi cái lớp này xem là nó ok hay là không. Xe mình thì mình cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi nha anh em. Đó, mình đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Đây, ngon ha, ngon ha. Xe mình á, về cái phần đồng tiền trên đầu á là nó hơi gõ nha anh em, nó hơi gõ. Gan tì thái luôn nha anh em, gan tì thái luôn, thấy không? Ok, hẹn gặp lại anh em vào sáng mai. Phê chữ E kéo dài. Rồi, ok, bây giờ là khoảng 4 giờ sáng nha. Bây giờ bắt đầu mình chạy lên cây xăng đổ xăng để mà đi. Hôm nay đi thì cũng không có đem theo cái gì nhiều nha anh em. Chủ yếu là sẵn mình chạy mình test cặp lốp cho anh em mới cảm nhận. Mùa này mưa anh em ơi, hiu quá. Không biết hôm nay đi có dính mưa không? Hy vọng là đi chơi không bị dính mưa. Chiều gì ổng mưa cũng được. Mới sáng sớm mà gió quá trời gió. Mình cảm giác là có mưa anh em ơi. Rồi xong, mới sáng sớm mà mưa rồi. Hy vọng là chạy nhanh qua khúc này, khúc trên kia không có mưa. Rồi xong, mới sáng sớm mà mưa rồi anh em ơi. Kỳ này chắc là test lốp xe dưới mưa quá. Chưa test lốp được cái gì hết mà trời mưa rồi. Rồi xong, vô mà áo mưa luôn. Mới sáng sớm mà mưa rồi. Trời ơi, trời ơi là trời. Trời mưa này chắc là mình không có quay được anh em. Mưa này mình phải tháo camera mình cất vô, không khéo là nó hư cái cam luôn. Tắp vô, tắp vô, tắp vô, tắp vô, tắp vô, kiếm chỗ nào tắp vô. Bảy giờ 15 phút, trời tạnh mưa rồi anh em. Bây giờ đi. Trời tạnh mưa, đường khô thì mình đi, mình di chuyển nó lẹ hơn. Còn trời mưa đâu có dám chạy nhanh anh em. Trời mưa chạy nhanh nguy hiểm lắm. Thì đối với cái lớp này á, mình thấy là ok trong điều kiện mưa nha anh em. Chạy mình thấy nó an toàn. Mình chạy cũng bình thường thôi, mình không có chạy bạo lực, không có chạy tốc độ cao, mình chạy bình thường, mình thấy nó ok. Nhưng mà những cái lằn giữa nè anh em, những cái lằn giữa, những cái lằn vạch mà ở những cái khu vực người ta mới vẽ, nó rất là trơn. Anh em đi mưa thì chú ý nha. Khi mà trời mưa thì anh em mình hạn chế cán lên những cái vạch
những cái sóng đường cho nó ok. Thường đường khô á, mình ra mình vô, mình đi ra mình đi vô nó an toàn. Còn đường mưa á, mình di chuyển mà kiểu lách qua lách lại nó nguy hiểm anh em. Đường mưa thì cứ đúng cái làn của mình chạy là ok. Lớp gì nó cũng trơn anh em, không phải là lớp xịn là không trơn nha. Lớp xịn mà chạy ẩu là toàn á. Thì mình chạy mình thấy cái lớp này ok anh em, trong tầm giá là ok. Dưới 1 triệu nha, một cặp 70-80. Thì nếu anh em nào mà đi xe Winner á, cái size lớp nó lớn hơn á, thì mình nghĩ cái giá nó sẽ cao hơn. Còn cái này là cái size nhỏ nhất rồi. Cái lớp xe mà trơn mà dở là mình đi đường nó nguy hiểm lắm. Mỗi lần mình thắng là nó sạc này kia cũng mệt lắm. Và chạy xe nó không đầm nữa nha anh em. Nếu mà cặp lớp không ngon thì mình chạy xe nó không được đầm đâu. Chiếc xe này của mình hồi đó mới mua về á, mình chạy tốc độ 130-140 là bắt đầu cái xe nó quăng. Thì lúc đó mình đang đi lớp zin anh em, cái lớp zin của mình nó bị cái gì không biết mà cái xe mình nó quăng. Thì bắt đầu mình thay cặp lốp, mình thay cặp lốp vô là cái xe mình nó đầm. Bắt đầu mình cứ tưởng là chén cổ này kia, nhưng thật sự nó bị cặp lốp anh em. Thay cặp lốp vô là nó ok. Bởi vậy cặp lốp xe là một cái bộ phận quan trọng, rất là quan trọng trên chiếc xe của mình ha. Nếu mà không có lốp xe thì đâu có chạy được. Nếu mà làm cục máy cho ngon, cho mạnh, cho mắc tiền, nhưng mà đi cặp lốp dởm thì nó cũng như không. Ra chạy nó cũng không lại ai đâu. Cái lốp này theo mình thấy là cao su của nó không quá mềm anh em. Hôm bữa mình đi cặp lốp IRC á, cao su của nó mềm quá, mình đi cái tour Đắk Nông về là cái lốp nó hư luôn. Nó mềm quá, mình chạy vô đường đá là nó hư cặp lốp luôn. Bởi vậy không phải lốp xịn là ngon, mà tùy vào cái điều kiện anh em sử dụng là cái gì. Bình thường mình xách chiếc xe mình chạy Sài Gòn Phan Thiết á, sáng đi chiều về chạy mau tới lắm. Còn bây giờ là vô mùa mưa, mình xách chiếc xe mình chạy Sài Gòn Phan Thiết mà mắc mưa cái là mình quẩy liền. Quẩy liền anh em. Vô mùa mưa thì anh em đi tour đi chơi nó cực ha. Đi là chạy xuyên suốt, mưa là mưa xuyên suốt. Xe này của mình á, cục máy này là mình làm tới 2 lần nha anh em. Lần đầu mình làm á là nó bị rung. Xe này thằng của em mình nó làm cho mình. Lần đầu mình làm là từ cái tour 9000 trở đi là nó bị rung, chạy không được. Và cảm giác cái xe nó yếu lắm. Bắt đầu đem về mình mới làm lại. Làm lại từ đầu luôn nha anh em. Tháo ra cân dục dên lại từ đầu luôn, gắn vô. Thì bây giờ cái xe mình nó đỡ hơn rất là nhiều. Chạy cảm giác là những cái tour cuối á, nó không có bị rần nữa, nó không có bị rung nữa. Anh em nào mà chơi cái dòng Raider Sachi á, có đi làm thì nên tìm một người thợ nói chung là tin tưởng, uy tín để mà làm ha. Chứ bỏ tầm bậy tầm bạ là làm không có vô bài được. Rồi rồi, mày xong rồi. Mấy ông chạy qua mấy cái giao lộ mấy ông không giảm tốc độ luôn.
đèn đỏ, đèn đỏ, đừng vượt nha, ngừng lại nha, ngừng nha, ngừng nha, ngừng nha, đừng vượt, ổng ổng quá dữ. Tính lên bắt chuyện mà đèn xanh rồi. Chuyển làn là xi nhan đàng hoàng nha anh em. Chuyển làn là bấm xi nhan đàng hoàng nha. Bạn này được nè. Nãy giờ mình chạy với bạn này, mình chạy phía sau, bạn này chạy phía trước. Mình không biết là bạn này chạy hết ga chưa, mà xe mình mới có ngâm mà. Dí theo ổng hoài luôn á, mình không đưa con cái là ổng chạy hoài luôn á. Bình Thuận hả? Dạ. Về đâu, về đâu? Ra Hồng Liêm. Hả? Hồng Liêm á. À ok. Wow. Bạn tiếng tiếu sao? Bây giờ mình đang trên đường chạy ra Bầu Trắng. Trưa giờ thì mình ở Phan Thiết anh em. Ở Phan Thiết. Bây giờ mình chạy qua Bầu Trắng chơi, xong rồi vòng ra quốc lộ đi về nha. Lốp xe ok nha anh em. Trong tầm giá cặp lốp này theo mình thấy là hợp lý cho anh em sinh viên. Dưới 1 triệu là anh em sẽ có một cặp lốp gai rất là đẹp. Di chuyển ok, đường trường ok, đường mưa ok. Đường mưa thì nó sẽ hơi trơn. Nói chung là đường mưa anh em chạy phải cẩn thận, lốp nào nó cũng trơn. Trừ khi là anh em mua cặp lốp chuyên đi mưa thì nó sẽ không trơn. Mình đi IRC, Pirelli Rosso mà gặp trời mưa thì mình cũng đâu có chạy mạnh ga lắm đâu, chạy bình thường. Cái cách di chuyển trong trời mưa anh em phải biết nha, chạy lạng lách phải cẩn thận. Còn đường khô ráo thì anh em cứ chạy thôi, vô tư. Lốp này di chuyển ok nha anh em. Cái lớp xe này thì mình chưa có test ở trong cua, chưa đi đèo. Có dịp đi đèo đi cua thì mình sẽ test cho anh em coi sau. Chỗ này mới xây cái gì vậy ta? À, chỗ này mới xây cái gì rồi. Hôm trước là chỗ này đâu có gì đâu. Quá đẹp. Cái đoạn này là anh em hay đứng lại chụp hình ha. Hôm nay mình đi ra Phan Thiết chơi thì đi về trong ngày thôi, giờ chạy ra Bầu Trắng hóng gió hơn cái nửa vòng ra quốc lộ về. Nói chung là chuyến đi này chủ yếu là chạy xe, chủ yếu là chạy xe, test xe thôi anh em. Lần này mình nói về cái lớp xe thôi chứ không có gì đặc biệt. Biển đẹp quá. Wow, mấy chiếc xe này là anh em phải thuê nha. Thuê, có người chở anh em đi. Đó, tha hồ sống ảo chụp hình. Mình thì chưa bao giờ mình thuê cái xe đó. Xe này đi sướng hơn. Biển đẹp quá.
Mùa này thì sóng rất là mạnh anh em. Tại sao biết không? Tại vì mùa này là mùa mưa, ảnh hưởng của bão á, cho nên là sóng đánh rất là mạnh. Đường xá đi lại thì theo mình thấy là không có nắng, trời lúc nào cũng ui vậy nè, nhưng mà không mưa nha, quá hợp lý. Xe mình nó đang bị rè cái trợ lực nha anh em, nó đang bị rè cái trợ lực. Cái này về mình fit lại là nó rè nè. Ok, hello anh em ha, mình đã tới Bầu Trắng. Hiện tại là mình đang đứng ở Bầu Trắng. Hôm nay là chiều thứ bảy, nhưng theo mình thấy là Bầu Trắng khá là vắng nha anh em. Chắc là do thời tiết mưa bão cho nên là anh em cũng ít có ra ngoài này. Rồi, xe mình thì lần này mình đi á là mình test cái máy, mình test cái độ rung của cái xe. Tại vì hôm bữa đi về là mình có canh lại xem là cái xe mình nó có rung hay là không. Cái xe này khi mà anh em làm máy độ 68 hay là 68 cộng mà làm sao thì làm, cái máy nó phải rung ít thôi, hoặc là không rung thì nó mới ngon. Còn nó mà rung là chạy khó chịu lắm nha anh em. Xe mình độ lên chủ yếu là mình đi đường trường, đi đường dài, cho nên mình cần cái độ êm ái, nhẹ nhàng, dễ chịu. Còn độ cái xe lên mà nó rung rần rần thì làm sao mà đi, đúng không? Hôm nay thì mình đi dạo một vòng Sài Gòn, Phan Thiết, Bầu Trắng. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái độ mài mòn của cái lớp này trong một cái tour ngắn ngắn như thế này ha. Đây, anh em thấy lớp nó sần không? Đây, cái lớp nó sần lên nè. Đó, lớp xe mình chạy mà mình cảm thấy nó sần lên như thế này nè, là cái lớp này nó bám đường ok nha anh em. Đó, nó sần lên nè. Hôm nay mình đi là trời không có nắng nha anh em, mà nó sần lên cỡ này nha anh em. Nếu mà trời nắng mà mình chạy bạo lực á, là cái lớp mình nó mòn dữ nữa. Thì cái lớp xe á, khi mà nó mòn nhiều có nghĩa là nó mềm, nó bám đường, nó mới mòn. Còn cái lớp mà anh em chạy nó không mòn có nghĩa là cái lớp đó nó bị chai ha. Đây, dính thắng luôn rồi. Chù cha, lúc mình đi là mình kiểm tra kỹ lưỡng lắm mà ra tới đây là dính thắng, thấy không? Đó, thì đây là cái lớp sau ha. Cái lớp sau nó mòn khá nhiều rồi. Còn đây là cái lớp trước nha anh em. Đây, lớp trước là nó không có mòn nha anh em. Lớp trước là nó chỉ bị mòn chút xíu thôi. Còn lớp sau chủ yếu là mình ma sát nó nhiều thì nó mòn cái lớp sau. Còn lớp trước là ok. Rồi, cho anh em nghe tiếng máy xe mình cái. Xào lắm rồi. Xe này chắc về là mình phải làm lại nha anh em. Mình làm lại làm sao cho cái máy nó êm chút xíu. Đó, máy nó xào quá đi khó chịu lắm. Đó, nó xào như thế này nè. Nhưng mà khi mình để cái máy nó nguội thì nó sẽ bớt nha anh em. Đây, nói chung là chấp nhận được ha. Chấp nhận được, nó cũng không có lớn lắm anh em. Với cục máy độ á, mình muốn nó êm cũng khó lắm. Đối với dòng xe DOHC này, mình độ lên mà muốn nó êm cũng khó lắm anh em. E-Center thì khỏi bàn, E-Center là máy im ru, máy độ còn êm hơn máy zin. Còn xe này là máy độ là nó kêu lắm anh em, nó xào lắm. Cho nên anh em nào chuẩn bị làm 68 thì mình có một chút xíu chia sẻ. Mình cũng mong muốn là anh em đi xe thay lớp xe cho nó tốt chút xíu ha. Mình đừng có tiếc tiền thay cặp lớp. Mình bỏ tiền ra mình làm máy, mình độ xe cho nó đẹp thì là đẹp, mà cặp lớp mình tiếc là không được. Đó, nói chung là lớp này mình có bán nha anh em. Anh em nào thích lớp này thì inbox cho mình, mình có bán luôn. Đó, hôm nay chạy review thực tế luôn, rồi mới lấy hàng về để mà chia sẻ cho anh em ha. Ok, bây giờ chắc là mình test vòng rồi chạy ra quốc lộ về Sài Gòn. Trời cũng đang chuyển mưa rồi. Đi lỡ kia làm trái dừa xong rồi về nha anh em.
Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.